Trong phần tiếp theo chúng ta sẽ đến với các dấu hiệu nhận biết hình bình hành. Và đầu tiên là dấu hiệu nhận biết theo cạnh. Cụ thể ta có lệnh lý 2, tứ giác mà có các cạnh đối bằng nhau là một hình bình hành. Hoặc tứ giác có một cặp cạnh đối song song và bằng nhau cũng là một hình bình hành. Như vậy ta có hai dấu hiệu theo cạnh. Thứ nhất, nếu các bạn chứng minh được một tứ giác có các cạnh đối bằng nhau, nói rõ hơn là các cặp cạnh đối bằng nhau, thì tứ giác đó là hình bình hành. Dấu hiệu thứ hai là khi tứ giác có một cặp cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau thì tứ giác đó cũng là một hình bình hành. Và các bạn sẽ vận dụng vào hỏi chấm 1. Thầy cho hình bình hành ABCD từ AC kẻ AH và CK cùng vuông góc với BD và yêu cầu chứng minh AHCK là hình bình hành. Ở đây giả thiết cho ABCD là hình bình hành này. AH thì vuông góc với BD, CK cũng vuông góc với BD và yêu cầu chứng minh AHCK là hình bình hành. Thì bạn có hai lựa chọn. Một là chứng minh AH bằng CK và AK bằng CH. Cách thứ hai, chứng minh một trong hai cặp cạnh vừa nói, vừa kể tên ấy, song song và bằng nhau. Thầy sẽ lựa chọn hướng thứ hai, bởi vì ta đã có sẵn AH vuông góc với BD, CK cũng vuông góc với BD, cho nên AH sẽ song song với CK rồi. Vậy thầy chỉ cần chứng minh được AH bằng CK là xong. AH bằng CK thì thầy sẽ gắn vào hai tam giác bằng nhau, đó là tam giác AHD và CKB. Bởi vì ABCD là hình bình hành thì góc D1 và góc B1 bằng nhau do AD song song với BC và hai góc này xoắn lấy trong với nhau. AD lại bằng BC, cho nên hai tam giác thầy vừa kể tên là hai tam giác vuông bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền góc nhọn, dẫn tới hai cạnh tương ứng là AH và CK bằng nhau. Thêm nữa, cả AH CK cùng vuông góc với BD nên chúng song song với nhau. Như vậy, tứ giác AHCK có cặp cạnh đối song song và bằng nhau, nên theo định lý 2 ta có AHCK là hình bình hành. Cụ thể ở đây là ý thứ hai của định lý 2. Tương tự như vậy, các bạn sẽ trả lời cho thầy câu hỏi hỏi chấm 2. Thầy cho hình bình hành ABCD với AB lớn hơn BC. Tia phân giác của góc D cắt AB tại E và tia phân giác của góc B cắt CD tại F. Yêu cầu thứ nhất là chứng minh tam giác ADE và CBF là những tam giác cân và chúng bằng nhau. Yêu cầu thứ hai, xác định tứ giác DEBF là hình gì và giải thích lý do tại sao. Thì ở đây thầy sẽ chia thành 3 nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên chứng minh tam giác ADE và CBF là các tam giác cân. Góc D1 thì bằng góc D2, góc B1 thì bằng góc B2 do các tia phân giác mà giả thiết đã cho. Mà ABCD là hình bình hành, tức là AB sẽ song song với CD. Vậy các bạn sẽ có thêm các góc nào bằng nhau nữa liên quan tới D1, D2, B1 và B2. Chính xác rồi, D2 sẽ bằng góc E1 và góc B1 sẽ bằng góc F1, vì đó là các cặp góc xoắn lấy trong. E1 mà bằng D2 đồng nghĩa với E1 bằng D1. E1 bằng D1. Hai góc này mà bằng nhau thì tam giác ADE cân tại A luôn. Tương tự như thế, B1 mà bằng F1 đồng nghĩa với B2 cũng bằng F1, dẫn tới tam giác CBF cân tại C. Vậy thì ta sẽ có D1 bằng E1 này, F1 bằng B2, cho nên ADE là tam giác cân tại A và CBF là tam giác cân tại C. Ý còn lại là chứng minh tam giác ADE bằng tam giác CBF. Ở đây các bạn có sẵn các cặp góc bằng nhau
nhưng DE chưa bằng BF nên không thể sử dụng được trường hợp góc cạnh góc. Sử dụng định lý tổng 3 góc trong một tam giác. Hai tam giác này đã có góc D1 bằng góc E1 bằng góc F1 và bằng góc B2 rồi, thì hai góc còn lại là góc A và góc C sẽ bằng nhau. Vậy thì thầy sẽ xét hai tam giác chúng ta cần chứng minh sẽ có góc A bằng góc C này, góc D1 thì bằng góc B2 và AD bằng BC. Từ đây ta mới có hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp góc cạnh góc. Còn cuối cùng, xác định DEBF là hình gì, liệu có phải là hình bình hành hay không thì các bạn cần phải giải thích. Bởi vì tam giác ADE bằng tam giác CBF theo chứng minh trên, dẫn tới AE bằng CF, AE bằng CF mà AB lại bằng CD, nên thầy sẽ lập một phép trừ, lấy AB trừ đi AE và CD trừ đi CF, ta sẽ còn lại EB bằng DF mà BE lại song song với DF, nên tứ giác DEBF là hình bình hành. Hoặc một cách nữa, ở đây đã có sẵn DE bằng BF kết hợp với EB bằng DF nữa, thì ta sẽ có tứ giác DEBF có các cạnh đối bằng nhau nên là hình bình hành. Và để kết thúc cho phần này thì thầy có câu hỏi ở chấm 3. Chia một sợi dây xích thành 4 đoạn, hai đoạn dài bằng nhau và hai đoạn ngắn cũng bằng nhau, và đoạn dài đoạn ngắn xen kẽ nhau như trên hình. Khi móc hai đầu mút của sợi dây xích đó lại với nhau để thu được tứ giác ABCD như trên hình, với ABCD là các điểm chia, thì tứ giác đó là hình gì và tại sao? Thì ta có AB bằng CD, hai đoạn dài bằng nhau mà. Hai đoạn ngắn bằng nhau tức là AD bằng BC. Nên tứ giác ABCD có các cạnh đối bằng nhau, dẫn tới đó là một hình bình hành. Vậy thì trong phần số 2 này, chúng ta đã biết thêm hai cách để chứng minh một tứ giác là hình bình hành, bên cạnh việc chứng minh một tứ giác có các cặp cạnh đối song song, thì ta có thể chứng minh các cặp cạnh đối bằng nhau hoặc là một cặp cạnh đối song song và bằng nhau. Khi đó tứ giác đều là hình bình hành.